nằm ở phía bắc của tỉnh Bình Thuận, vị trí tiếp giáp với Ninh Thuận. Vĩnh Hảo thuộc huyện Tuy Phong, từ xưa vốn nổi tiếng là vùng khô cằn với đá, nắng và gió. Tuy nhiên đó lại là điểm mà chúng tôi chọn để làm một chuyến du hành đầu năm. Điểm dừng chân đầu tiên sau chặng đường gió bụi là khu tắm bùn khoáng Vĩnh Hảo, bởi chúng tôi muốn như một số dân tộc trên thế giới tẩy trần đầu năm. Đây là khu tắm bùn khoáng có tính chất chữa bệnh, tốt cho sức khỏe và làm đẹp da đã được mở ra dựa trên tên tuổi và tính chất đặc biệt do có nhiều khoáng chất của dòng suối mà tạo hóa ban cho vùng đất khô cằn này. Vĩnh Hảo, tên của dòng suối khoáng này, tương truyền là do Huyền Trân công chúa đặt cho khi nàng về làm vợ vua Chế Mân, với mong muốn mối giao hảo giữa hai nước Việt và Chiêm Thành năm xưa mãi tốt đẹp. Và người xưa cũng kể rằng nàng cũng thường xuyên đến đây để đắm mình trong làn nước, để mãi xinh đẹp, tươi trẻ. Không biết có phải thật thế hay không, chỉ biết rằng từ năm 1930, dòng nước khoáng này đã được khai thác, lúc đầu là để uống và sau đó nhằm để phục vụ sức khỏe và làm đẹp cho con người. Và riêng với chúng tôi, việc ngâm bùn khoáng rồi nước suối khoáng giữa núi đồi thiên nhiên, bao nhiêu mệt mỏi sau một chặng đường dài 300 km từ thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng tan biến. Rời khu tắm bùn khoáng, chúng tôi đi tiếp đến tham quan khu nuôi trồng tảo Spirulina với sự hướng dẫn của chính bí thư huyện ủy. Nhờ có nguồn nước khoáng cộng với cái nắng, cái gió mà tạo hóa đã ban cho, tảo Spirulina đã có môi trường thuận lợi để phát triển ở quy mô công nghiệp. Những cái khó của thiên nhiên đã trở thành một lợi thế của địa phương trong việc nuôi trồng tảo. Cái nắng dù có cháy da nhưng lại thuận lợi cho mô hình nuôi trồng tảo ngoài trời. Cái gió dù có như tạt vào mặt nhưng có thể vận dụng vận hành hệ thống máy, khuấy trộn môi trường nuôi tảo. Tảo Spirulina được xem như một loại thức ăn đặc biệt tốt cho con người và sau này sẽ là những sản phẩm làm đẹp cho phụ nữ. Dường như muốn đền bù cho khí hậu khô cằn khắc nghiệt nơi đây, tạo hóa đã ban tặng cho nơi này nguồn tài nguyên vô giá và Vĩnh Hảo cũng đang tận dụng tốt nguồn tài nguyên trời cho này. Nếu ai nói Vĩnh Hảo đang thay đổi thì đó là sự thật. Trước đây bạn không thể tìm được một chỗ nghỉ chân tươm tất tại đây, nhưng bây giờ một resort sang trọng đã có mặt với sau lưng là biển và trước mặt là núi đá. Và trong tương lai, nhiều dự án mới sẽ được triển khai ngay chính cái nơi vẫn được xem là đèo heo hút gió này. Điều đó có nghĩa là Vĩnh Hảo đã dần là điểm dừng chân của khách phương xa, chứ không phải chỉ là nơi vô tình ghé qua, ngắm nhìn trong chốc lát rồi vội vã ra đi. Khu nghỉ dưỡng này mở ra nhằm phục vụ cho những ai mê môn thể thao lặn biển. Mùa này sóng lớn, gió to nên thưa khách, bởi không ai lặn biển vào những ngày như thế này. Chúng tôi thỏa sức ngắm những bãi tắm với các miệng êm, chen với những rặng đá với bọt tung trắng xóa tạo nên cảnh quan thật đẹp. Những ngày biển êm chỉ cần chừng 20 phút đi cano, bạn sẽ đến điểm lặn nằm gần Cù Lao Câu. Dưới mặt nước xanh trong là cả một thế giới đại dương bao la và phong phú. Lời những người khách mà chúng tôi gặp tại khu nghỉ dưỡng, những sinh vật biển ở khu vực này đẹp và loại bậc nhất ở Việt Nam. Không biết lời họ nói có thật không, nhưng đã gieo vào lòng chúng tôi nỗi háo hức, mong một lần trở lại để chiêm ngưỡng thế giới sinh vật dưới làn nước xanh, và để một lần nữa đắm mình trong cái mênh mông và bình yên.